Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Hôm nay Tuấn Lưu Piano trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn một cây đàn màu gỗ rất đẹp của hãng Yamaha. Như quý vị đang nhìn trên hình ảnh, đây là một trong những cây đàn mà chúng tôi nhập về với số lượng trong một năm không có nhiều, thi thoảng mới có được một cây. Và những cây này thì hầu như là chất lượng phải rất tốt Tuấn Lưu mới nhập về. Như quý vị đang nhìn trên hình ảnh, cây đàn màu gỗ, cây này có tên là MX300 Series 4.6. Dựa vào số series này, chúng ta có thể biết được cây đàn này sản xuất năm 1989. Nếu nói về những dòng đàn piano cơ của Nhật Bản thì sản xuất năm 1989 là rất mới quý vị nhé, là khá là cao cấp rồi. Bởi vì trước đó là dòng người Việt Nam hay quen dùng nhất, đó là U1H và U3H, có cái năm sản xuất là từ 1971 đến 1980. U3H là cao nhất là 1980. Và cây này là 1989, có nghĩa là sau cây U3H 9 năm. Và chất lượng của nó cũng như thời gian sử dụng là lùi lại 9 năm. Để quý vị có thể thấy được, đây là một cây đàn piano cơ ở phân khúc dòng cao cấp. Tất cả phần bên trong thân máy của cây đàn này còn rất đẹp, và chúng tôi cũng lựa chọn rất kỹ. Phần phím của cây đàn cũng rất chắc chắn và còn rất mới. Cây đàn này sử dụng rất ít. Một lát nữa quý vị sẽ được nghe Mr. Tuấn Lưu test âm thanh của cây đàn này. Được sản xuất vào năm 1989, Yamaha MX300 thì cũng là một cây đàn mơ ước của những người yêu nhạc và chơi nhạc chuyên nghiệp. Bởi cái chất lượng của cây đàn, từ ngoài thân vỏ, quý vị nhìn về phần thân vỏ, phần hình thức đã được làm rất kỹ lưỡng, các cái vân gỗ rất là kỳ công. Đến phần bên trong thân máy được sản xuất bởi các cái chi tiết cũng chất lượng rất là cao, để cho cái âm thanh cây đàn, mặc dù là cây size 2, nhỏ hơn size 3, thùng âm bé hơn một chút, nhưng âm thanh rất đầy đặn, ấm áp, thỏa mãn được tai nghe của người chơi đàn cũng như người nghe đàn. Phím đàn thì được chế tác hoàn toàn bằng tay, được kiểm tra rất là kỹ trước khi phủ một cái lớp sơn cao cấp để chống trơn trượt. Khi mà quý vị ở trong gia đình quý vị, cái nội thất nhà quý vị toàn màu gỗ thì chắc chắn quý vị phải sử dụng một cây đàn màu gỗ để cho nó đồng màu về nội thất. Và khi đó thì chúng ta nhìn, khi vào nhà chúng ta nhìn cây đàn thì ta cũng cảm rất dễ chịu vì cái màu gỗ nó hợp với nội thất. Trong những năm vừa qua, Tuấn Lưu Piano đã bán rất nhiều những cây đàn màu gỗ, đa số là khách hàng có một cái gu thẩm mỹ riêng và là những người thích những cây đàn màu gỗ. Nó có một cái gì đó rất là mộc mạc, dễ chịu, ấm áp. Và khi kê cây đàn màu gỗ vào trong nhà thì rất là hợp với nội thất của những căn nhà mà gia chủ đã sử dụng rất nhiều màu gỗ trong nhà. Sau đây xin mời quý vị nghe một chút âm thanh của cây đàn MX300 này mà Tuấn Lưu Piano đã bán cho một khách hàng và chúng tôi đã chuyển đến nhà khách hàng. Tuấn Lưu test lại âm thanh của cây đàn trước khi bàn giao cho gia chủ. Xin mời quý vị cùng nghe. Nếu quý vị có nhu cầu tìm hiểu về các loại đàn piano cơ sản xuất tại Nhật Bản, xin mời quý vị hãy liên hệ với số hotline trên màn hình. Mr. Tuấn Lưu sẽ là người trực tiếp tư vấn cho quý vị, giới thiệu cho quý vị. Và nếu quý vị có thời gian, xin mời quý vị hãy đến tận kho của chúng tôi. Như quý vị đang xem trên màn hình, kho của chúng tôi rộng 500m² và có gần 200 cây đàn piano cơ. Mr. Tuấn Lưu sẽ là người trực tiếp hướng dẫn và phân tích, tư vấn cho quý vị cách chọn lựa những cây đàn, xem trực tiếp những cây đàn như thế nào, máy còn mới, máy còn chất lượng. Và chúng tôi cam kết rằng đàn của chúng tôi là 100% nguyên bản, không thay thế, không sửa chữa. Đã có rất nhiều khách hàng tin tưởng và ở những nơi rất xa đến với Tuấn Lưu Piano nhờ chúng tôi lựa chọn. Và trong nhiều năm qua chúng tôi đã được cái sự ưu ái của khách hàng, cảm ơn vì đã lựa chọn được những cây đàn tốt. Khi mua đàn tại Tuấn Lưu Piano, quý vị hãy yên tâm rằng chúng tôi bán đàn với giá không đắt cũng không rẻ, tiền nào của nấy, giá tiền phù hợp với chất lượng cây đàn.
chúng quý vị không cần phải nhờ ai tư vấn hay nhờ ai đến xem đàn, mà quý vị hãy đến thẳng kho của Tuấn Lưu Piano. Chúng tôi cam kết, chúng tôi sẽ đảm bảo Tuấn Lưu Piano sẽ lựa chọn cho quý vị một cây đàn tốt nhất trong tầm tiền quý vị định đầu tư. Ngoài 20 triệu trở lên, quý vị đã có thể sở hữu một cây đàn piano cơ rồi. Còn nếu như quý vị muốn sở hữu một cây đàn piano cơ với thương hiệu Yamaha, thì giá của Yamaha U1E như chúng tôi đang bán những cây đàn còn tốt nhất, chất lượng còn rất tốt, tiếng hay, máy đẹp còn khá mới, rơi vào tầm khoảng 38 triệu. Khi mua mỗi cây đàn tại Tuấn Lưu Piano, chúng tôi sẽ tặng cho quý vị kể cả bất kỳ một cây đàn nào để tặng theo một cái ghế xịn nhập từ Japan về hai xoay, để rất tiện lợi trong quá trình con cái của quý vị học tập và chơi đàn, để tránh bị mỏi lưng cũng như các cái lỗi về cột sống. Ngoài ra, chúng tôi còn tặng tiếp theo 11 loại phụ kiện, gồm có máy gõ nhịp, thủy lực để chống kẹp tay ở nắp bàn phím, dây kẹp bản nhạc, bát kê chân, ống sấy và rất nhiều những cái phụ kiện khác quan trọng cho người học đàn cũng như để chăm sóc cây đàn piano mà Tuấn Lưu Piano muốn dành tặng cho khách hàng. Chúng tôi là những người yêu đàn, những người chuyên nghiệp, những thợ kỹ thuật về đàn, nên chúng tôi rất hiểu cây đàn và chúng tôi mong muốn chọn cho khách hàng những cây đàn tốt nhất. Và chế độ bảo hành của Tuấn Lưu Piano là từ 3 năm đến 5 năm cho mỗi cây đàn. Và ngoài ra, chúng tôi còn một chế độ đặc biệt nữa mà hiện tại ở khu vực miền Bắc chỉ có Tuấn Lưu Piano có, đó là chúng tôi hỗ trợ trọn đời sau khi hết bảo hành cây đàn của quý vị. Chế độ này rất tuyệt vời bởi vì chúng tôi là những người làm lâu năm, chúng tôi gắn bó với nghề, và nếu như sau này quý vị hết bảo hành thì cây đàn của quý vị có bất kỳ vấn đề gì thì quý vị chỉ cần liên hệ với Tuấn Lưu Piano, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị ở mức độ tốt nhất. Chúng tôi những cái gì mà nhỏ chúng tôi không cần tính phí và chỉ là làm miễn phí giúp cho quý vị. Thực tế trong nhiều năm nay Tuấn Lưu Piano không phải đi bảo hành đàn, bởi vì khi quý vị mua đàn chúng tôi đã lựa chọn cho quý vị những cây đàn tốt nhất, thì độ bền của nó 5 năm đến 10 năm chưa phát sinh lỗi là chuyện bình thường. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.